Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì trở lại đoạn sông Tà Niên để mà quay một số anh em ghe tàu xà lan qua đây cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì có một chiếc xà lan khá là lớn các bạn, đang đi vô nước xuôi nha. Lúc này thì nước đang lớn các bạn. Trên này thì có một cái góc ngã tư các bạn ơi. Khi mà vô đây thì xà lan bóp càng khá là kỹ nha. Ở đây ngoài né những chiếc xà lan ra thì còn những phương tiện khá nhỏ đi qua đi lại các bạn, như chiếc đò này đây. Khi mà vô đây thì những anh xà lan rất là cảnh giác nha các bạn. Hai chiếc xà lan mà bự bự cỡ này thì qua thì nó khích gịch nhau các bạn ơi, cho nên là qua canh khá là khó nha. Thường thì mình thấy là mấy chiếc xà lan kia thì sẽ canh nước đứng vô các bạn, nhưng mà anh này anh vô lúc nước lớn luôn, đang chảy khá là xiết luôn. Phía sau có một chiếc đò nè. Đó, khi mà vô đây thì ở trong xà lan mình có bao nhiêu người thì ra ngoài đứng hết các bạn ơi. Quan sát tiếp anh tài công nha. Giờ này có chị gái đang quan sát xà lan tiếp anh tài công các bạn. Nó là vô những lúc mà nước lớn mà chảy xiết thế này thì cũng khá là gắt nha. Hiện tại thì chiếc xà lan đang ôm cua các bạn. Đoạn cua này khá gắt nha. Quá chuẩn. Chiếc xà lan khá lớn nha. Vô nước sôi chạy lưu ghiêu các bạn, chớn đi khá nhanh. Chiếc tàu biển các bạn đang lên nha. Một chiếc xà lan tiếp theo nha các bạn. Hiện tại thì đang thả liêu ghiêu xuống các bạn ơi, gần tới cái đoạn cua gắt rồi cho nên là chưa có dám tăng tốc nha. Khi mà anh quan sát phía trước mà không có phương tiện đi ngược chiều thì anh bắt đầu tăng tốc qua nhanh cái đoạn này các bạn. Ở phía trên thì có một chị gái đang quan sát tiếp anh tài công nha. Lúc này thì nước cũng đang dần ổn định này. Đây còn chiếc xà lan nhỏ đang đi xuống các bạn. Chiếc này cũng khá lớn nha. Trên này có bà cô có đứng quan sát tiếp mà trong này. Hai bên thì nhà dân khá là nhiều các bạn. Khi mà chuẩn bị qua cái cua này bắt đầu không có người ra trước. Hai chiếc xà lan kia mà qua thì cảnh giác ghê chưa. Khá là hồi hộp nha. Đoạn này thì vừa cua gắt mà vừa hẹp nữa các bạn. Đây cũng là tuyến đường lưu thông chính của những anh em xà lan khi mà đi biển hoặc là đi Cà Mau các bạn. Đi qua mấy cái hòn nào đó. Cho nên là phải qua con đường này. Đoạn này thì cũng không quá xa các bạn ơi, đâu đó khoảng chừng 3 km à. Đang thả qua nha. Để cổng canh. Qua được phần mũi rồi nè. Chiếc vô lại dí rồi vượt luôn anh ơi, lên luôn. Hiện tại thì có một chiếc xà lan khẩm đang xuống các bạn, một chiếc chẹt đang né anh xà lan nha. Một chiếc xà lan khẩm thì hai cabin đang xuống nước xuôi nha. Đăng xà lan gắt kì ta, anh ôm vô kẹp không biết. Hai chiếc quà nhau khích gịch luôn kìa. Anh chẹt anh cũng lớn các bạn. Đoạn này nó gắt lắm các bạn. Trời ơi, khích gịch luôn à. Chiếc chẹt này quá bự rồi.
Xe này chắc cần dài hoặc là xe công trình lớn các bạn. Máy chồng luôn. Tiếp theo các bạn ơi, một chiếc xà lan khá là lớn các bạn. Chiếc này khoảng 500 tấn nè. Đang vô nè, 5-600 gì đó, bự lắm. Quá cái càng. Càng quá xịn luôn các bạn ơi. Đang lên nha. Phía trước thì có hai ông quan sát tiếp nha. Ôi mỏ neo tốt dữ luôn à. Qua đây thì phải cảnh giác khá cao nha các bạn. Thường thì xà lan nổi đi ở dưới đi lên các bạn, xà lan khẩm trên đi xuống nha, ít có chiếc nào đi ngược chiều lắm, ít có chiếc nào mà khẩm ở dưới lên mà nổi trên xuống lắm các bạn. Đang lên. Anh xà lan chứ nhìn thấy đang tới anh ghe. Chiếc này khoảng 200 tấn chạy tốc độ khá cao các bạn. Anh này mà anh vô kinh một cái thì anh chạy tốc độ luôn. Chở xi măng hay gì. Tiếp theo thì một chiếc xà lan né, một chiếc xà lan nổi nữa. Hai cabin nó đang ép vô trong rồi. Các bạn, chiếc vỏ này chạy quá giọt luôn rồi. Cái bồ trời ơi, kìa. Chạy như một chiếc cao tốc vậy chàng. Chạy ngay nổi sóng luôn. Ở đây phần xà lan 20 lên các bạn. Trên kia có chiếc xà lan lớn. Ôi ôi. Mắc thở luôn. Một chiếc xà lan hai cabin đang từ từ lên các bạn ơi. Phía trên kia thì mình nghe tiếng bóp càng của một chiếc ghe hay là chiếc xà lan gì đang xuống. Ở này cabin trước cao quá trời cao luôn nè. Mới vừa nha.
cái đoạn này là khô luôn rồi. Bây giờ thì còn đá chút. Cái gì? Loại gần anh chào bá luôn. Ôi ôi, anh này so với cái anh xà lan khẩm kia anh cao hơn mấy mét luôn. Tiếp theo các bạn ơi, có mấy chiếc xà lan đang vô nha. Mình thấy mấy chiếc này bự bự không à. Cần con nước ổn định thì anh sẽ vô các bạn ơi. Ủa này cũng bự nè, chạy mấy trong nha. Xà lan đi biển khá cao luôn. Trời ơi, ra khói luôn kìa kìa kìa. Kiếm gì? Ở phía trên có ghe xuống các bạn, dẫn ghe lại. Rồi
trơn rồi chị Sáu ơi. Rồi bắt đầu mất tiêu rồi. Đây. Đây là chị Sáu điều tiết nha. Trời, bà bo cô cái giật mình luôn.